Chị xin chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay chị mới về thêm một chiếc Veloz bản top anh chị 2022. Bản này bản top là full option nha. Có camera 360 nè. Đó, có radar đo khoảng cách luôn nè. Đầy đủ hết luôn. Có camera hành trình luôn, radar đo khoảng cách. Đèn chiếu sáng là full LED, chiếu xa chiếu gần LED ban ngày. Rất đẹp luôn. 2022. Chạy 18.000 cây vỏ xe còn dày lắm đây. Vỏ xe còn rất dày luôn. Nè camera 360 nè. Ốp chén cửa nè, màu này là màu trắng ngọc trai nên ánh nắng này nó ánh một cái lớp ca may nhìn rất đẹp. À, đây, sản xuất 2022 nhập từ Indo anh chị nha. Nhập từ Indo. Ghế này là ghế nỉ nhưng mà phối da. Nè, nỉ nè, phối lớp da nè, đây nè. Đó nỉ phối da. Chạy 18.000 cây à. Nè có cảnh báo va chạm nè, đèn pha tự động thông minh nè, đó cân bằng điện tử nè. Xếp gương tự động luôn nè. Xe này nhiều công nghệ lắm. Bản này là bản top nên có thắng tay điện tử, tự động dư thắng, sạc pin không dây dành cho điện thoại nè, chìa khóa thông minh nè. Đó. Số tự động. Động cơ 1.5, màn hình giải trí. Cần số còn đẹp nè, vô lăng cũng còn đẹp. Chạy mới có 18.000 cây à. Xe người ta cũng bọc trần 5D sẵn cho anh chị. Ghế này ghế da nhưng mà phối nỉ. Xe rất đẹp luôn. Đó, để chưa đi dạo một vòng cho anh chị các bạn coi qua. Đây hàng ghế phía sau nè. À, 7 chỗ nha, Veloz là 7 chỗ. Đây, hàng ghế thứ ba này nè. 2022 nhập Indo. Bản này là bản top nha, vỏ xe còn rất là dày luôn. Và đây là phía sau của xe nè. Đó, Veloz Ross bản top nha, 7 chỗ. Anh chị nào quan tâm dòng xe gia đình 7 chỗ ngồi rộng rãi hoặc là mua xe này về chạy kinh doanh dịch vụ cũng ok. Ở đây thì có hai cái cổng sạc dành cho điện thoại nè, 2.1A luôn nè. Chạy 18.000 cây sản xuất 2022 anh chị nha. Đó, anh chị nào mà có quan tâm dòng Veloz chạy lướt thì liên hệ chiều đến coi. Ở đây có một cái cổng sạc nữa nè. Xe trang bị rất là nhiều cổng sạc, có đèn viền nội thất nữa nè. Đó, cái này đi ban đêm nó ánh một cái lớp đèn màu xanh là nhìn đẹp đó. Có thắng tay điện tử tự động dư thắng luôn. Chìa khóa thông minh có động nút bấm. Màn hình giải trí. Vô lăng cần số còn đẹp luôn. Xe mới chạy có 18.000 cây nên các chi tiết trong nội thất là còn đẹp anh chị nha. Đây nè. Đó, có camera hành trình nữa nè. Để chịu mở cái nắp capo lên, quay cái phần động cơ cho anh chị coi. Đó, đèn chiếu sáng là full LED. Camera 360. Camera hành trình. Và đây là cái động cơ 1.5 của Veloz nè. Động cơ còn mới tinh anh chị. Xe đời cao mà, 2022. Đó nè, ốc capo cũng chưa tháo luôn. Đó, kêu chị mọi thứ ok hết, đảm bảo cho anh chị nha. Mua bán thì chiều vẫn ghi cam kết giấy tờ văn bản đàng hoàng, là cam kết là xe không có cứng đụng, không có ngập nước, máy móc là nguyên zin. À, đây mọi thứ các chi tiết trong cái phần động cơ này còn mới tinh là gì, mới tinh nè. Đó đây à, động cơ 1.5 đi cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đó, Veloz 2022 bản này là bản top anh chị. Xe này chịu bán giá là 630 triệu còn thương lượng. Anh chị nào mà có quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho chiều đến coi xe thì chiều bớt thêm cho anh chị. Chiều cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip nha. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video clip tiếp theo anh chị nha.